Chỉ cách ga Mậu Đông khoảng 2 km, phụ lái Nguyễn Văn Quân đột ngột nghe thấy tiếng va đập mạnh từ bên ngoài, rồi mắt ông tối sầm khi một hòn đá dài khoảng 15 cm với nhiều cảnh sắc đập mạnh vào đầu. Máu chảy ướt đẫm áo, mọi thứ xung quanh trở nên chao đảo. Tôi cố bám vào thành ghế, nói với lái chính rằng tôi đã bị ném đá. Ông Quân nhớ lại khoảnh khắc đó, khi kim đồng hồ chỉ gần 12 giờ đêm. Trong tình thế nguy hiểm, ông Quân tìm hộp cứu thương rồi tự băng đầu mình. Mỗi giọt máu chảy xuống làm ông lo lắng nghĩ đến cái chết, xung quanh chỉ là đồi núi hoang vu. Lái tàu Nguyễn Hải Phong lo lắng nhưng không thể rời ghế lái, đoàn tàu vẫn lao vun vút về phía ga Mậu Đông. Khi tàu vừa vào ga, ông Phong vội vã nhờ nhân viên trực ban gọi taxi đưa ông Quân đến bệnh viện. Các bác sĩ nhanh chóng xử lý vết thương và khâu cho ông 10 mũi. Trước đó, vào lúc 21 giờ, ông Quân ngồi vị trí phụ lái, còn ông Phong điều khiển tàu hàng H2705 rời khỏi ga Yên Bái. Đoàn tàu chạy rỗng đến ga Xuân Giao để nhận quặng rồi trở về Hải Phòng. Trên tàu chỉ có 2 người. Ông Quân thường mở cửa sổ buồng lái để hưởng gió trời và dễ lấy thẻ bên đường khi tàu ra vào ga. Nhưng đêm đó, sự yên bình đã bị phá vỡ khi ông bất ngờ bị ném đá ở nơi vắng bóng người. Lái chính Nguyễn Hải Phong không ngờ rằng họ sẽ bị ném đá ở đoạn đường này. Khi qua những điểm từng xảy ra các vụ ném đá, ông và đồng nghiệp thường chú ý quan sát và ngồi thấp để tránh bị trúng đá. Lúc biết anh Quân bị thương, tôi cố gắng giữ bình tĩnh để lái tàu. Tôi đã dùng mình nghĩ nếu cả hai cùng bị trọng thương, đoàn tàu có thể đâm vào các chướng ngại vật gây hậu quả khôn lường, ông Phong kể lại. Sự cố khiến tàu hàng H2705 phải dừng tại ga Mậu Đông hơn 2 giờ. Lái tàu Nguyễn Văn Quân được chẩn đoán chấn thương phần mềm, nhưng sau một tuần nằm viện, ông vẫn muốn quay lại công việc đã gắn bó suốt 30 năm. Người nhà của những thiếu niên tham gia vụ ném đá đã đến bệnh viện thăm hỏi và xin ông tha thứ. Ông Quân mong rằng các gia đình giáo dục con em không ném đá vào tàu, gây nguy hiểm cho tổ lái và hành khách. Các địa phương cũng cần có giải pháp đảm bảo an toàn. Ông Đỗ Trọng Quang, quản đốc phân xưởng đầu máy 3, xí nghiệp đầu máy Hà Nội, cho biết tuyến đường sắt Hà Nội, Lào Cai gần đây xảy ra nhiều vụ ném đất đá, chất bẩn lên tàu. Tổng công ty đường sắt Việt Nam kiến nghị Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia và Bộ Công an xử lý nghiêm hành vi này. Công an xã Mậu Đông đã xác định 8 thanh thiếu niên từ 14 đến 18 tuổi ném đá vào tàu hàng H2705 vào tối hôm đó. Nhóm này khai rằng đã dùng đá và chai bia thủy tinh ném vào tàu khi nó chạy qua. Sau đó, cả nhóm lên xe về nhà, để lại hậu quả nghiêm trọng.